ha, củ muốn tận dụng thì có hai cách. Một là sắp bi lại để xài theo đúng chìa, hai là bỏ bi hết, chìa nào mở cũng được, chìa mà bấm thì nó sẽ khóa. Bây giờ muốn mở cái nắm đấm này thì mở khóa nè, xong mà dặn hết cái này qua này có cái nút dặn hết này qua có cái giúp chọt sâu rồi đó, kéo cái này rồi. Cái bề khóa có cái bề nút bấm này thì dễ rồi, đây nè, chọt nè, chọt vô đây, chọt vô đây là mình gì ra đấy, và nó ra cái một đấy, và cái bề này để thẳng vô chọt luôn, có cái chốt này đây. Thường này nó có muốn ráp vô thì cũng dễ này nè, có cái rãnh dài đây, có cái gờ để theo cái rãnh đó gắn mạnh vào là xong. Riêng cái bề bên này không có chọt thẳng mà phải dặn hết cỡ về bên này, không muốn dặn là phải mở khóa này, dặn không được mở khóa mới dặn hết cỡ về bên này, nó có cái chốt xong rồi mới đè sâu xuống đó, trật ra xong rồi mình rực ra đấy. Đó, ra cái đầu này đấy. Cái đầu này là cái đầu rồi chìa khóa này, sắp bi rồi trong này tháo cũng rất dễ các bạn. Khi mình tháo được cái cùi này thì cái này ra tắt này là rất đơn giản, nhiều khi mình không biết thì cũng mò đâu, chỉ các bạn coi các bạn là tìm hiểu thì mình coi clip này mình biết đó. Đây là cái khóa, đây như cái này thường là nó 5 bi, 5 bi nó có 5 cái hạt bi nó nằm trong này. Tiến hành mình tháo rồi biết các bạn sẽ biết. Đây nó có lò xo nó sắp đục nó ra. Nó 100 cái viên tròn tròn này, 50 cái lò xo. Đây các bạn coi này, kéo nó ra nè. Kéo ra này nó đậy nắp lò xo. Kéo từ từ để nó văng lò xo. Này có hai lò xo, thường nó xét cái này bi nó lộn xộn, cái nó không có vô đúng cái răng chìa khóa cái nó hóc. Đấy, xét này ha, 5 lò xo này nó đẩy 10 viên bi, 5 viên bi khóa và 5 viên bi kia là nó thích ứng với cái độ sâu cạn của cái chìa khóa. Đấy, có 5 bi nó sắp vô kìa, mình đổ bi ra các bạn coi nè. Nằm cái lò xo rớt chim bi ra thì dính này rồi. Thì như nãy mình nói đó, giờ bỏ ra, bỏ hết bi ra thì đổ bi ra hết này, đây. Còn khi mình vô nhớt này rồi vẩy cho nó trơn bi, nó không xét này, nó quá xét rồi. Bỏ bi ra hết thì chìa nào mở cũng được, có nghĩa là không cần chìa, chỉ cần kiếm cái gì đó lắc cái này là nó chạy. Nó chạy thì đây nè, đây cái lá này nó lắc, cái lá này lắc thì nó có cái kẽ lắc, nó dặn cái tim này nè, dặn cái tim này xây dòng nó mở khóa nửa dòng này. Đấy. Rồi cái này nè, nó sai bi nó không cho mở là cái này mở không được vậy thôi. Khi mình đổ bi ra hết thì chìa nào mở cũng được, thích hợp với cửa toilet rồi thôi. Khi mà lỡ mình bị hóc thì bất cứ người nào ngoài bất kể cái chìa nào đó để mở giống như này mình xử lý rồi nè, không cần chìa gì hết trơn, chỉ cần cái gờ này là mở. Khi vô toilet chẳng hạn bấm thì ngoài biết có người mở thì chìa nào mở cũng được, nghĩa là mình cố tình mở, còn này vô tình thì thôi, không có để chống trộm. Còn bây giờ nếu mà mình muốn sắp bi lại thì mình phải tháo thêm một lượt nữa, sắp bi tháo lượt nữa thì sắp bi. Cái này mình không có đánh chìa các bạn, lượm được chìa nào thì mình sắp bi theo chìa đó. Mua đâu nhiều vậy? Đồ cũ á. Hả? Đồ cũ á.
ra này sạc bi giờ nè. Có 5 cái lỗ bi. Cái lỗ này khoét sâu là cái bi dài. Dài kiếm bi dài bỏ vô. Dù cái lỗ sâu nhất là lỗ này vô. Lỗ thứ 2 chẳng hạn. Đấy, mà sắp vô là vừa bằng nè. Về ở trên bên ngoài này nè. Bên ngoài này nè. Bỏ một cái viên bi. Viên bi rồi nè, viên bi khóa đi. Xong rồi bỏ lò xo để làm chi? Khi mình không có chìa hoặc xe chìa cái lỗ nó sâu hơn thì nó bị hụt vô. Hụt vô thì cái viên bi này nè. Bị lò xo đẩy xuống. Đẩy xuống thì mình dặn không được. Đấy. Nguyên tắc nó vậy các bạn. Ngược lại cái răng đằng này, răng đằng này cạn nè. Cạn thì mình lựa cái viên bi. Răng cạn thì lựa viên bi ngắn. Đấy. Đó. Mình rút cắm là viên bi ngắn, mà này ngắn quá nó hơi hụt rồi các bạn. Mình đổ ra mình lấy viên bi dài hơn. Tại vì khi ngắn quá mà mình để thì mình để cái viên bi của cái khóa lên á, thì viên bi kia nó thọc xuống rồi xo đẩy xuống là mình dặn không được, nó bị chặn, lồi lên cũng không được, hủng xuống cũng không được. Những sao là 5 cái bi này, này khi mà đưa vô cái chìa này 5 răng á, là nó phải bằng nhau hết. Rồi ở trên có 5 cái bi khác, nó là xo đè xuống hờ đó, khi mình gắn chìa vô là thẳng hàng thì mình dặn được. Rút ra thì cái nào cao á, thì nó sâu xuống, cái nào cạn nó thòi lên thì nó bị khóa. À, thì nguyên tắc nó vậy. Giờ mà mình không cần sắp bi lại thì mình đổ bi ra hết bỏ. À, ví dụ như vậy nè, giờ này mình lắp lên. Ví dụ cái khóa này nè. À, bỏ bi này ra, bi này hụt rồi ha. Làm thử một bi thôi, nghe cho cái lỗ sâu này nè. À, sắp một bi này đó. Bi ngoài vô thứ hai nè, đấy. Bỏ viên bi khóa vô, bỏ thứ hai. Bỏ thứ hai nè, đấy. Bỏ vô rồi, bỏ cái lò xo. Mình làm 5 viên bi thì mình phải đo 5 bằng xong rồi, nhét cái này lại. Đè cái lò xo này xuống, nhét cái này cho cho mình xem cái này nó giữ lò xo nè. Đúng nó là dặn được. Chìa khác. Chìa khác hoặc là đút không đúng nó dặn không được. Mình đút sâu là sâu vô cái lỗ này nè, vô bi á, dặn được. Đấy. Nhưng mà mình có 5 bi thì cái tỷ lệ là chống trộn nó sẽ cao lên. Còn mình bây giờ không có nhu cầu sắp bi lại. Bỏ bi ra hết bỏ. Không xài viên bi nào hết thì nó sẽ cái gì mở cũng được, miễn có cái kẹp cái nhíp gì đút vô đây dặn cái mở khóa rồi mình lắp lại thôi. Cái này cho nó sáng sáng rồi nó mới, tại vì lần nào mình cũng đang sửa mà nó càng lên nó bằng nó đen nó cũ thành ra nó sáng thành cái mới. Cái này nó mình lấy cái nồi chùi son mình quánh bóng nó cái cửa toilet là nhiều khi nhà bằng ba cái toilet rồi mất chìa kiếm mất công cho làm kiểu này thôi. Một lâu bị hóc thì lấy chìa nào cũng được, lắc cái mở tháo hư ra luôn bỏ. Đó, mới lắp lại hai mở khóa chứ bước này nữa nó giữ cái chốt này lại. Vừa đúng cái hướng đó này còn cái nắp nữa. Đây.
cũng phải lúc lát thôi, tại vì cái này nó lúc lát mà cũng khó vô, mình cũng phải cần cần cái đó cho nó là đấy vô rồi đó, dịch ra một chút. Cái này là coi như là ổ khóa mà chìa đa năng, chìa nào đó cũng được. Đây, chỉ cần miếng vô đây hoặc là mũi dao đó, thế thôi.